đi sai, hình như đi sai đường rồi mọi người ạ. Bởi vì cái con chạm nó mãi tít tẹo đâu á. Cách đây là một cây nữa cơ. Hai cây nữa cơ. Hay ghi sai địa chỉ. Ở bên này là một nhánh của sông Đà mọi người. Đấy, cái lúc nãy. Chỗ này thì không thấy có đường này. Quá rồi mọi người. Đi về hướng Tây Nam. Chắc cái ghim sai. Bạn ơi, tôi đang ở chỗ trường trung học cơ sở Toàn Sơn này này. Đi 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 xa quá rồi à? Từ thành phố đi vào chứ. Ôi, vòng vòng lên tít tít này rồi. Bây giờ đi đi quay lại à nhỉ? Đi quay lại chỗ xóm gì đấy à? Nó ở dưới xóm máy cơ mà. Ông Kim. Ông nhớ cái vị trí trạm không? Ông ghim lại giúp tôi cái. À, có. Ờ, thì ông gửi qua Zalo cho tôi nhé. Lên là bác làm gì? Biết nào anh Nam gửi. Anh Nam gửi tọa. Anh Nam gửi tọa độ cho tôi đây đây, đây chỗ nhà trường tiểu học cơ sở Toàn Sơn này, tôi đi lên phi lên tít lên đây này. Cột điện cột Viettel đây à? À cái cột điện tròn đấy á? Cột điện này ở trong cứ đi vào đằng trong ấy, đi theo trong là mỏm bãi đá đúng không? Cái mỏm núi nó leo ra bờ sông đấy à? Đúng rồi, có mỏm đá. Ờ thế thảo nào mà tôi đi tôi thấy kiểu đang sai sai, có cái đường bé nó đi. Ờ, chắc anh Nam ghim sai rồi. Anh Nam ghim nó đi đến chỗ trường cấp 2 Toàn Sơn này. Thế ông ghim lại tọa độ cho tôi quan trạm đấy nhá. Ờ.
đi sai hướng ấy nhau ạ. Đấy là video này là chủ yếu là đi xe máy thôi. Đó. Mình sẽ đi vòng theo cái con đường này. Đây là cái lòng của sông Đà mọi người ạ. Từ đây đến thành phố nó cách khoảng mấy cây nữa. Nhưng mà đây là cái lòng sông. Đây, mọi người thấy góc bên kia không? Đấy, không có điểm nào để ra nhỉ. À, đi mất thời gian quá. Alo, thì tọa độ trạm đấy, em đến ở đấy đấy, con thấy đó. Thôi được rồi, em gọi thằng Hùng để thằng Hùng nó chỉ nhá. Cái vị trí mà vừa nãy anh vừa chấm á, vị trí anh vừa nãy anh vừa chấm nó đang ở chỗ gần trường cấp 2 Toàn Sơn mà. Em đang ở đâu? Em đang ở chỗ Toàn Sơn đây. Anh cái vị trí anh mới gửi ấy, đi đến đấy. Đúng rồi. Mãi cả trường Toàn Sơn mày. Máy của mày bị sao vậy? Ừ. Mà em đúng mà. Anh ghim lại thì nó chỉ có cách mấy trăm mét thôi. Đấy, được rồi, để em đi theo cái thằng Hùng này xem. Hả? Đúng rồi. Đấy thôi em đi vòng đây rồi, em thấy đây rồi. Còn có một cây rưỡi nữa thôi. Một cây rưỡi gì? Ô, địt mẹ vòng lại này. Vòng lại đúng không? Em, tức là em... Từ, nghe anh Hòa đấy nhá. Vâng anh. Ui chưa, anh Nam ghim tọa độ sai hay sao á. Đang phải vòng lại, vâng. Chờ em tí. Vâng. Chết. Vâng. Của em đang ở á? Mẹ đi thành một vòng tròn này. Mẹ đi ngược lại thôi.
này ghi tọa độ. Không ổn một chút nào. Anh ghim tọa độ, anh ghim tọa độ sai. Sai. Anh bấm vào vẫn thế á? Đây em đã. Đi cẩn về. Thôi bây giờ em đang quay lại kia. Em quay lại cái điểm điểm trường học xóm gì nhở, xóm Toàn Sơn đây đúng không? Không phải đâu, nó ở trên trên một tí. Đây thì điểm nào quen nhất thì để tí em tiếp 1 km nữa. Anh nhớ chỗ này không? Đây là trường cấp 2 Toàn Sơn đây này. Đây đang vòng vòng về xóm đéo gì này. Ôi trời ơi, mày đi nó đi đi thẳng đi. Đi thẳng vòng. Mày có đến cái trường tiểu học Trung Toàn Sơn xóm đánh ấy. Mày đi xa khoảng độ mấy cây độ số rồi. Đến trường tiểu học thì em sẽ gọi nhá. Đi. Đi tiếp 1 km nữa. Mẹ lồn tịt mẹ. Ê như lại. Ngay chỗ trường tiểu học à? Được. Ngay chỗ trường tiểu học à? Thế anh ghim điệp mẹ. Thôi tí nữa em gọi cho nhá. Rồi. Con trạm này thì đâu.
pin điện thoại. Đây chỗ ngã ba này có nhà tọ. Đấy, chỗ nhà to này. Cây, đây rồi, cây to, cây trắng không? Đấy đi đường này, đấy đây, đâu đâu đâu.
vòng lại đúng không? Đi rẻ người đi. Anh ghi mãi bên kia kìa. À, con chạm trên đây đúng không? Đây. Dễ. Hay là anh ghim đi, mẹ khả năng anh ghim mẹ chân, mẹ dưới chân chạm thế là nó nghiêng sang bên góc bên kia. Mấy nhà trong này đẹp phết nhỉ. Nhà cuối cùng à? Đây đang san. Anh ghi lệch như này chết. Nó đi thẳng được lên trên trạm luôn à anh? Anh ghim cái mé sườn bên đấy, thảo nào nó mẹ nó chui tít sang bên góc bên kia. Đù. Phải ạ. Anh mà ghim tọa độ chỗ này nó có phải dễ hơn không? Anh ghim sang góc bên kia thế là nó nhảy mẹ sang bên đây. Chết thật. Hả? Qua rồi sao phải không? Đó. Nhà cuối đấy đúng không? Đi đường này à? Đi đây thế nào? Đi đường này à? Đây. Bên nào? Như là họ mới làm cái đường này à? Em đã biết. Đang đi lên rồi. Đây gọi đây, đây gọi anh Nam rồi. Không không không. Ông phải biết mẹ điện thoại rồi nhỉ. Đường này đúng không anh? Hết pin điện thoại anh em ạ. Đến đó. Cố lên nào xe ơi, cố lên nào xe ơi. Quạt này chắc là cao nhất rồi.
mai hôm nay trời không mưa. Hôm nay trời không mưa cho nên leo nó dễ. Và đây là rất là cứ đi theo cái đường này anh. Theo lên. Cứ đi theo cái đường. Lên. Dạ. Cứ đi lên. Nó sẽ cắt ngang cái đường ô tô đi được. Nó đang xa đấy. Đây cái đường đường ô tô đây này. Đâu đâu đi đến đâu rồi? Quay dưới thế nào? Đấy. Cứ đi thẳng đường này lên thôi. Đường ô tô này cái gì?